Rồi chào các bạn, sáng nay thì mình có ra mấy clip là ai đang gặp khó khăn, các cụ ông cụ bà, các bác nông dân coi nhiều coi ngay kiểu không kịp, bởi vì hiện tại là các cái đối tượng lừa đảo ấy thì nó đang đánh vào cái những anh chị mà đang gặp khó khăn, rồi nó đánh vào những cái người mà không hiểu biết hoặc là những người mà đang có một chút tiền, rồi các anh chị nào mà đang 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 là nông dân, đang có những cái tham vọng muốn làm giàu, hoặc là nó đánh vào những cái những người mà có một chút tiền như là những người mà đang nghỉ hưu như các ông các bà chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế thì sáng nay Hùng có làm cái video đấy rồi, các anh chị cứ coi ở cái kênh Triệu Quang Hùng CFO ha. Đấy thì ở đây có một cái câu hỏi khá là hay, thế nên là Hùng vào trả lời luôn cho kịp này. Thì đây cái bạn HG này, bạn bạn có nói là giờ chị đang chị này chị nói là giờ chị đang muốn tất toán bên FB, chị vay 20 triệu thời hạn 18 tháng, mỗi tháng chỉ trả góp 2 triệu 525 nghìn và đã trả được 6 tháng, giờ chị muốn tất toán phải làm sao và nếu đóng tất toán phải làm như thế nào cho đúng, và nếu tất toán có phải đóng lãi hay không? Thì thưa chị và thưa tất cả các anh chị, đây cũng là cái câu hỏi mà mọi người đặt cho Hùng khá là nhiều. Bởi vì trong thời gian qua Hùng ghi nhận rất là nhiều trường hợp chúng ta đi đóng tiền ấy, chúng ta không có làm đúng và sau khi đóng tiền thì 1 đến 2 năm sau chúng ta lại bị đòi lại một số tiền rất lớn, và cuối cùng thì vì sao lại bị đòi cái khoản tiền đấy, thì khi mà hỏi lên tổng đài của FE thì FE họ trả lời là lúc mà anh chị đóng tiền ấy, anh chị không có thông báo gì cả, các anh chị tự tiện đi đóng và trên hệ thống họ tự động ghi nhận rằng là cái số tiền đấy là anh chị đóng trước để trừ vào hàng tháng, và cái tiền đó anh chị đóng vào đấy thì mỗi tháng họ trừ trừ khi nào trừ cho nó hết hết rồi thì họ sẽ đòi lại tiếp số tiền còn lại. Đây cũng là một cái bất cập mà Hùng muốn trao đổi với anh chị rất là lâu, không những ở FE mà đối với tất cả các cái công ty tài chính khác đều có chung một tình trạng như thế này. Nếu như các anh chị đi tất toán mà các anh chị không biết cách tất toán thì chắc chắn luôn là các anh chị đóng tiền vào chỉ được yên ổn một thời gian, sau đó bị đòi lại. Và đây cũng chính là cái lý do vì sao có rất là nhiều người nói là các công ty tài chính lừa đảo rồi này nọ ABC. Bản chất của chúng ta khi mà chúng ta làm một cái hợp đồng thì chúng ta có một cái hợp đồng chúng ta phải đọc thế nào, rồi cách thức tất toán như sao sao. Vậy thì nhân câu chuyện ngày hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn luôn, và bây giờ Hùng sẽ bắt đầu hướng dẫn cho các anh chị chúng ta nghe và làm theo nhé. Thì đối với trường hợp của FE thì các anh chị có hai cái dạng hợp đồng. Một đấy là cái hợp đồng cho vay tiền mặt trả góp hàng tháng, trả góp hàng tháng, đúng là ba loại, mình chia ra là ba loại. Trong cái ba loại đấy thì sẽ có một cái là hợp đồng là trả góp đóng hàng tháng như Hùng vừa nói. Thì các anh chị ví dụ vay 50 triệu trả 36 tháng, trả mỗi tháng 2 triệu, 3 triệu, 3 triệu đi, 3 triệu trong 36 tháng thì trả hết thì hết, nhưng mà nếu mà đến giữa đường các anh chị muốn trả thì các anh chị phải có một cái thủ tục, thì lát nữa Hùng sẽ hướng dẫn. Còn một loại hợp đồng nữa là khi mà các anh chị mà tham gia ấy thì mấy tháng đầu tiên, ví dụ 6 tháng, 9 tháng đầu tiên chỉ đóng lãi thôi. Sau khi đóng lãi xong ấy thì các anh chị mới đóng cả gốc cả lãi. Các anh chị lưu ý đó là vì sao các anh chị thấy là cái tiền lãi của mình đóng trong thời gian số tháng như thế nó nhiều ha? Nhiều bởi vì giai đoạn đầu tiên nó chỉ đóng lãi thôi. Cái tiếp theo thứ ba đó là hợp đồng cho vay bằng thẻ tín dụng. Thì nhiều anh chị hỏi tôi là anh ơi em có được nhận thẻ nào đâu mà sao vẫn gọi là thẻ là không? Cái hợp đồng đấy người ta cấp thông qua thẻ, cái mã số thẻ là bắt đầu số 100 mấy đấy, 1500 mấy đây thẻ. Thì riêng thẻ thì hàng tháng các anh chị đóng chỉ có là dư nợ gốc, đóng theo dư nợ gốc, dư nợ của các anh chị dựa trên cái thẻ đấy ha. Thì cái tiền gốc hàng tháng nó rất ít, chủ yếu tiền lãi thôi. Vậy thì chung quy lại thế này, khi các anh chị muốn đóng tiền vào hoặc là muốn tất toán vào cho các cái hệ thống, đặc biệt là hiện tại là mình trả lời cho câu của FE, thì đối với trường hợp thẻ các anh chị vui lòng gọi cho tôi cái số 1900 6939 nhé, gọi 1900 6939, các anh chị nhấn phím 7 thì sẽ gặp nhân viên. Nhưng mà các anh chị muốn hỏi về thẻ tất toán thẻ thì các anh chị làm theo hướng dẫn này, các anh chị gọi 1900 6939, sau đấy là các anh chị nhấn phím 1. Sau khi nhấn phím 1 thì hệ thống nó sẽ bắt anh chị nhập chứng minh, thì các anh chị cứ nhập chứng minh bình thường, không cần phải xóa số này xóa số kia, anh chị cứ nhập chứng minh bình thường luôn. Rồi sau khi nhập chứng minh thì các anh chị bấm số 0 và số 2 cho tôi là các anh chị sẽ gặp luôn luôn bên chỗ nhân viên.
Và các anh chị hỏi xem là bây giờ nếu chị đi tất toán cái thẻ này thế thì là bao nhiêu tiền. Thì các bạn ở trên đấy thì đôi khi các bạn vẫn chưa ra được một số tiền cụ thể đâu, các bạn sẽ cho các chị một cái số tiền tương đối thôi, là ở nếu trong vòng hôm nay các anh chị đi đóng tiền thế các anh chị đóng số tiền này. Thì các anh chị cứ cầm đi đóng ở ngoài thì dễ đóng, đóng xong rồi gọi lại thì các bạn nhân viên ở trên đấy sẽ báo với anh chị là trong vòng 21 ngày hoặc là đến cuối tháng, bởi vì sao kê của họ là vào ngày 25 hàng tháng mà 25 26 đấy, cuối tháng sẽ báo cụ thể cho các anh chị. Vậy thì các anh chị gọi lên báo sau đấy là khoảng tầm cuối tháng 25 26 27 thì các anh chị gọi lại, và các anh chị nhớ là ghi âm lại cái quá trình làm việc đấy, giữ lại hóa đơn cho tôi nhé. Đấy là đối với vấn đề thẻ. Bây giờ đối với vấn đề là khoản vay, khoản vay thì các anh chị gọi lên số 1900 234588 nhé. Các anh chị nhấn phím 8, nhấn phím 8. Có nhiều anh chị gọi 1900 234588 gọi lên mãi toàn nghe tại trả lời tự động thôi, lại cũng lại bảo là lừa đảo, nhưng mà không, các anh chị cứ nhấn phím 8 và gặp nhân viên nhé, gặp nhân viên. Thế thì gặp nhân viên, các anh chị cũng hỏi là bây giờ chị muốn đi tất toán cái hợp đồng này thì bao nhiêu tiền. Họ sẽ cho chị một cái hợp đồng, cho chị một cái số tiền, và chị sẽ cầm số tiền đấy ra ngoài các cái điểm thu hộ như Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động, rồi Viễn Thông A, hoặc là bên Bưu Điện, Viettel Pay, vân vân đấy, rồi hoặc là các điểm thu hộ khác, anh chị thanh toán vào nội dung chuyển khoản, nhớ ghi đúng à, ghi đúng theo cái hợp đồng. Thường thường thì cái nội dung chuyển khoản các anh chị ghi này, thứ nhất là họ và tên, cái thứ hai là cái hợp đồng của anh chị, cái thứ ba đấy chính là cái nội dung là tất toán hợp đồng, tất toán hợp đồng. Sau khi tất toán xong thì các anh chị vui lòng là gọi lại lên cái tổng đài tôi vừa đọc cho anh chị, báo người ta là đã tất toán thành công, yêu cầu người ta tất toán hợp đồng. Đấy, sau khi làm xong thì các anh chị lưu ý cho tôi như này. Hiện tại các cái đối tượng lừa đảo thì họ sẽ mom men vào những cái thẻ cũng như là những khoản vay anh chị. Ví dụ các anh chị tất toán thẻ rồi thì chắc chắn anh chị sẽ có cái điểm tín dụng rất tốt, kể cả cái hợp đồng vay rất tốt. Thì sau đấy sẽ có nhiều đối tượng gọi đến mời vay. Rồi họ sẽ mời vay đến mức độ làm cho anh chị cảm thấy bị làm phiền. Anh chị bảo không, tôi không cần nữa, các anh chị hủy dùng tôi không cần, tôi muốn xóa số điện thoại trên hệ thống. Thế thì ngay lập tức đó người ta sẽ nói là rồi, thế thì bây giờ em sẽ nhắn cho anh chị 6 số, 8 số, anh chị đọc cho bên em, sau đấy là bên em sẽ hủy của anh chị trên hệ thống. Nghe vậy các anh chị cứ tưởng thật, các anh chị đọc số cho nó xong một cái là đấy là cung cấp mã OTP đấy ạ, hoặc là kích hoạt cái thẻ của anh chị, sau đấy là rút toàn bộ tiền về. Rồi, một câu chuyện rất rõ, nên là tôi nói với anh chị tuyệt đối không được đọc mã OTP cho bất kỳ ai. Không được đọc mã OTP cho bất kỳ ai, anh chị lưu ý nhé. Tuyệt đối không được đọc mã. Tôi ví dụ, các anh chị có thể nghe FE hoặc là các đơn vị khác họ cũng cảnh báo rất là nhiều, rất là nhiều. Tôi lấy một ví dụ nhá. Này, 1900 6939 nhá. Tôi gọi xong rồi tôi nhấn phím số 7 đi. Nó cảnh báo ngay. Bảo thông tin yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân. Vì vậy, để tránh mất tiền, quý khách tuyệt đối không làm theo cũng như không chia sẻ thông tin và hình ảnh thẻ tín dụng cho bất cứ ai, kể cả nhân viên FE Credit. Mọi giao dịch phát sinh liên quan đến việc cung cấp OTP, quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm để kiểm tra khoản vay trả góp. Cái như thế mà ngay đầu tiên thì đã có những cái cảnh báo, nghĩa là các anh chị không được chụp mặt thẻ cho bất kỳ ai. Chụp một cái nó biết số là nó rút tiền đấy, các anh chị nhá. Không được cung cấp mã OTP. Không được cung cấp thông tin cá nhân nhá. Và tôi lưu ý các bạn là trong thời gian gần đây thì tôi cũng đang hỗ trợ cho rất là nhiều người để làm cái công tác ngăn chặn. Có rất là nhiều người hiện tại gọi đến cho tôi bảo anh ơi, tự nhiên em chẳng nợ, chẳng may chẳng mượn, tự nhiên đùng cái bên FE báo em nợ, và kiểm tra ra thì hóa ra thì cái tài khoản ấy không phải của em không được mở. À đấy, thế thì hiện tại tôi cũng đang làm công tác ngăn chặn giúp mọi người cái việc đấy, ngăn chặn không cho cái đối tượng xấu đi mở cái tài khoản ngân hàng của anh chị. Và có nhiều anh chị bảo thế anh Hùng làm nào hay thế, cái này tôi không làm, mà tôi có một đơn vị khác họ tìm đến tôi họ làm được, tôi chỉ là cái người bảo đảm cho các anh chị thôi, còn bên kia nó phải chịu trách nhiệm với tôi với cái việc mà chúng nó làm, đúng không ạ? Vậy thì hôm nay thông qua cái câu hỏi của chị HG thì tôi đã trả lời được một vế, đó là cách thanh toán. Thì ở đây chị còn hỏi là một vài vế nữa là nếu đóng tất toán phải làm thế nào cho đúng, thì tôi đã hướng dẫn rồi. Chị hỏi là và tất toán có phải đóng lãi hay không. Thì tôi đưa với chị là cái này, tất toán ấy thì chị sẽ không phải đóng lãi những tháng còn lại nữa, nhưng chị sẽ mất 5% tiền phí dựa trên cái tổng dư nợ còn lại, và mất thêm một cái khoản tiền nữa, đó là một tháng đóng
một tháng đóng. Tôi ví dụ bạn có chị có dư nợ là ở đây là 20 triệu, chị đóng được 6 tháng, tôi nói luôn 6 tháng này chỉ là tiền lãi thôi. Dư nợ của chị tôi nhận định là còn khoảng tầm 18 triệu. Thế bây giờ bạn chị lấy 18 triệu nhân cho 5 đi, nhân cho 5 thì khoảng tầm đâu đó 900, 900 hơn thì cứ cho 900 đi, 900 cộng cho 1 tháng đóng của chị là 2 triệu 500. Tôi cho 1 triệu là tổng 3 triệu 500 nghìn. Cộng với cái này thì vậy thì chị vẫn phải đi thanh toán khoảng tầm 21 triệu 500. Và chị đừng có hỏi là tại sao chị đã đóng được 6 tháng rồi bây giờ tiền gốc không những không giảm mà nó còn tăng lên, là bởi vì như thế. Cái quy định của công ty tài chính là nó yêu cầu anh chị đóng 5% cộng với lại 1 tháng đóng nên là nó lên cao thôi. Còn cái này thì các anh chị biết là có nhiều người anh chị phản ánh là ở các công ty tài chính họ hút máu, họ này nọ, thì bản chất nó thế rồi, bản chất nó hút máu rồi, vì tín chấp mà lãi nó cao là chuyện đương nhiên. Còn các anh chị cảm thấy mình vay được thì mình vay, và vay nhớ là đọc kỹ hợp đồng, cảm thấy mình vay được thì mình vay, còn không thì đừng có đụng vào, đụng vào là cháy tay cháy cháy chân ngay, đúng không? Như vậy đấy. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe và theo dõi cái video này của Hùng. Chúc anh chị đầu năm 2022 chúng ta có được nhiều tài nhiều lộc, nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống. Giống như sáng nay tôi có chúc một cái anh có gửi cho tôi 500 nghìn đây, tôi cho các anh chị coi luôn, chả giấu gì. Đây đây, như cái anh Tiêu Châu Kha này sáng nay anh có gửi cho tôi là 500 nghìn, các anh nhìn thấy không ạ? Gửi anh Hùng uống cà phê, cảm ơn anh Hùng. Thì tôi bảo chúc anh nhiều thắng lợi mới, cảm ơn anh, đúng không ạ? Vậy thì tôi cũng xin gửi lời chúc cho các anh chị, chúc các anh chị thắng lợi mới. Rất cảm ơn anh chị trong thời gian vừa qua không những là ủng hộ tôi bằng cách là chia sẻ video mà còn ủng hộ bằng tiền nữa. Ở đây tôi không phải xin, nhưng mà tôi biết rằng là tôi đang tạo ra một cái giá trị khá tốt cho các anh chị, khá tốt. Nên là có nhiều anh chị rất là mến tôi, nên là nhiều anh chị cũng gửi cho tôi một chút tiền để duy trì kênh, đúng không ạ? Đấy là một cái điều rất tốt. Còn có nhiều anh chị cũng hỏi tôi là anh Hùng ơi, bây giờ số của anh ở đâu, đúng không ạ? Số của anh ở đâu? Và rồi muốn liên hệ anh như thế nào thì đây, thưa các anh chị, ở ngay phần mô tả của video tôi ghi rất rõ là số hotline 1900 4686 tư vấn miễn phí. Số tư vấn yêu cầu là 0833014014. Tôi có thu phí và tôi công khai phí là 300.000. Và các anh chị cứ chuyển vào tài khoản của tôi đây, tôi ghi ở đây luôn. Tài khoản chính chủ, đây, số tài khoản 0231000625628 Triệu Quang Hùng Vietcombank chi nhánh Đắk Lắk. Lưu ý là nội dung chuyển tiền để số điện thoại. Ngoài ra tôi có ghi ở trên này là phí viết đơn là 200.000. Thì có nhiều người hỏi là ừ anh ơi cái phí viết đơn là đơn gì? Tôi giúp cho các bạn sẽ viết cái đơn mà đơn xin giãn nợ, cơ cấu nợ. Vì sao viết đơn thì tôi không cần phải bàn cái nữa, đúng không ạ? Nếu như anh chị nào mà chưa có tiền đóng, đúng quy tắc, đúng quy định, các anh chị làm cái đơn đề nghị xin giãn nợ, giảm lãi vân vân, thì cái chuyện đấy nếu anh chị không biết viết thì anh chị nhờ bên tôi, thì các anh chị cứ chủ động chuyển tiền vào 200.000. Sau đấy là nội dung là để số điện thoại ha, bên tôi sẽ gọi dựa trên cái nội dung này nhá. Có nhiều anh chị gọi là không có để nội dung chuyển tiền chúng tôi không gọi lại được, thì các anh chị chủ động gọi số 1900 4686 để được được làm đơn nhá. Rồi ngoài ra thì tôi có để đây này, phí tham gia gói hỗ trợ một năm là 1,5 triệu. Và tôi nhận ra là các anh chị có rất là nhiều câu hỏi trong cuộc sống ha. Có những anh chị thì hỏi này hỏi kia, nhưng mà hàng ngày có rất là nhiều câu hỏi, nào là giao thông, nào là các vấn đề dân sự, hình sự, rồi đặc biệt vấn đề tài chính, vấn đề app vân vân. Nếu mà anh chị gọi cho tôi cứ một cuộc 310 cuộc 3 triệu rồi, đúng không ạ? Thì tôi đã đưa ra một cái gói là một năm, trong vòng một năm các anh chị thích gọi gì thì gọi, tuy nhiên gọi những cái vấn đề chính đáng thôi. Đấy thì gọi thoải mái, tôi đã nói là tư vấn không giới hạn ha. Thì một năm là 1,5 triệu. Tôi nghĩ rằng các anh chị cố gắng, bởi vì ở Việt Nam hiện tại tôi là cái đơn vị duy nhất dám làm cái việc này, dám tư vấn cho anh chị. Và đơn vị tôi hiện tại là tổng hợp rất là nhiều ông luật sư, rất là nhiều người, trong đấy là luật sư có, chuyên gia tài chính có, chuyên gia về thuế vân vân, nói chung là có đầy đủ để hỗ trợ cho các bạn, nên là các anh chị đừng lo. Đấy hiện tại thì video cũng khá là dài, thì thông qua câu hỏi của bạn ấy thì tôi xin trả lời, hy vọng cái video này cũng sẽ giúp được các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa thay mặt anh em trong đơn vị công ty cổ phần truyền thông kiến thức pháp luật, một lần nữa chúc tất cả các anh chị nhiều thắng lợi mới, nhiều sức khỏe, nhiều tài, nhiều lộc và nhiều may mắn, đặc biệt là nhiều hạnh phúc, bởi vì chúng ta mưu cầu hạnh phúc mà. Rồi cảm ơn các anh chị, xin hẹn các anh chị ở video sau sẽ hay hơn. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại. Nếu thấy video hữu ích, anh chị vui lòng chia sẻ cho tôi.
và rất mong được anh chị tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới. Cảm ơn anh chị đã bớt chút thời gian để coi video vừa rồi. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn anh chị. Chúc anh chị sức khỏe.